là anh em đã tới rừng nha anh em Nhưng mà trời đang rất là tối Gặp cái suối này sâu quá anh em ơi Không biết là xe đi qua có được hay không ở đây Suối quá lớn luôn Vì đó giờ phải dắt bộ chắc phải đẩy xe qua thôi Rất là khó khăn nha Suối rất là sâu đá rất là nhiều, cũng cực kỳ lớn. thì à, hôm nay anh em đi rất là xa, nhưng mà đi từ sáng sớm tới giờ. Đó. nước rất là sâu, đá đi không được, phải giờ phải dắt dắt bộ anh em. rất là gian nan nha. anh em nào mà xem clip này thì nhớ cho mình một like và cho một lượt đăng ký kênh. Để mình có động lực để làm nhiều cái clip hay hơn phục vụ cho anh em nha Rồi, thôi bây giờ chắc mình phải đẩy xe cho anh em thôi Chứ không thể nào quay được nữa nha anh em. rồi bây giờ mình tiếp tục đi đây. À, mình chỉ bây giờ mình sẽ tiếp tục tới cái bãi đánh rồi sẽ quay clip cho anh em xem nha. rồi anh em đón xem clip nha Quá đã luôn anh em ơi Thổ cực kỳ hay nha Bà lúa đầy đủ Kèm rước có hết Gù rất là tốt à, Cội một thì không bắt được bây giờ phải chiến cội mới bắt được anh em Cội một thì nó rất là nhọn mồi vù, vù quá quá trời luôn bắt không được anh em rồi anh em đợi xíu mình bắt Anh em xem Bộ thổ rất là tốt à. anh em coi bộ quy này trời ơi cực kỳ đẹp bộ cơm nữa chim này chim tơ nha anh em bắt con bổi mà cầm rung tay luôn á tuyệt vời bộ quy chế nha anh em sắp rất là dày cườm rất là đẹp Anh em xem giò nó dính trên cổ chân này đó, dính trên này quá là tuyệt vời luôn rồi anh em nào có nhu cầu mua bảy giò hoặc là bồi ấp thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên nha à, anh em đừng có quên like và đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo rồi xin chào và hẹn gặp lại